Hello các bạn, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh bao nhân phơi mông sữa nha. Món này cực kỳ hấp dẫn và ngon luôn nha các bạn. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình 380g phơi mông. Phơi mông ở đây mình đã gọt vỏ và rửa sạch, và mình sẽ sắc khúc ra đem đi hấp nha các bạn. Sắc như thế nào tùy các bạn. Sắc ở đây làm sao cho phơi mông của mình khi hấp lên nó được mau chín nha các bạn. Phơi mông ở đây mình sẽ hấp 15 phút đến 20 phút nha các bạn. Thì phơi mông ở đây mình hấp được 15 phút nha các bạn. Mình sẽ lấy một chiếc đũa mình xem thử coi nó chín hay chưa. Thì phơi mông của mình nó đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ đem phơi mông đi xay ra nha các bạn. Và mình sẽ cho vào 100ml sữa. Đậy nắp vào và đem đi xay lên. Đã xay xong rồi, bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Tiếp theo thì mình sẽ cho tất cả khoai môn đã xay vào chảo. Cho vào 30g bơ lạc. Để lửa vừa thôi nha các bạn. Đun bơ tan ra và xào khoai môn lên nha. Bơ đã tan ra rồi, bây giờ mình sẽ cho đường vào. Ở đây có 90g đường, mình sẽ chia ra làm hai bỏ nha các bạn. Và tiếp tục xào lên, xào cho đường nó tan ra nha. Đường đã tan ra rồi, mình sẽ tiếp tục cho phần còn lại nha. Và cứ thế tiếp tục xào lên cho đường tan ra. Và sau khi đường đã tan thì mình sẽ cho vào 50g sữa nha các bạn. Vì mình muốn cái nhân bên trong của bánh bao của mình nó không có đặc quá thì mình sẽ cho thêm sữa nha các bạn. Khuấy lên như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tắt bếp nha. Và để nhân qua một bên để cho nhân nó nguội nha các bạn. Và đây là nguyên liệu bánh bao. Cho vào 30g nước ấm, 30g đường, 4g men khô. Cho vào và khuấy lên nha các bạn. Để cho men của mình nó mau dậy nha. Tiếp đó mình sẽ cho vào 400g bột mì đa dụng số 11 nha các bạn. Và 200ml sữa tươi nha. Ở đây sữa tươi có đường hoặc là không đường đều được nha các bạn. Và cuối cùng là 30g dầu. Cho tất cả vào rồi thì mình sẽ đánh bột lên thôi. Đánh ở chế độ chậm nhất, từ 8 đến 10 phút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra và dùng tay nhồi lại nha các bạn. Nếu cảm thấy khối bột to quá thì mình có thể cắt ra làm hai và mình nhồi nha. Một khối bột như vậy thì mình sẽ chia ra làm hai nha các bạn. Chia ra làm hai thì nó sẽ dễ nhồi hơn. Mình sẽ làm một loại là màn thầu, còn một loại là bánh bao nha các bạn. Thì mình sẽ dùng góc bàn tay đè như vậy xuống nha các bạn. Đè cho bột của mình nó bóng mịn. Đè bột cho tới khi mà bột của mình nó được bóng mịn rồi thì mình sẽ đem đi ủ 5 phút nha các bạn. Bao màn bọc thực phẩm lại và ủ trong 5 phút nha các bạn. Ủ 5 phút để cho bột của mình nó mềm mịn và dễ nhồi hơn nha các bạn. 5 phút đã trôi qua thì mình sẽ đem đi nhồi lại nha. Ủ xong á, cái bột của mình rất là mềm mịn luôn nha các bạn. Đè đến đâu thì bột của mình nó bóng đến đó. Thank you.
Sau khi nhồi thành một khối tròn thì mình sẽ đem đi cán ngay nha các bạn. Cho một ít bột mì lên thớt và cây cán bột để cho dễ cán. Bây giờ mình sẽ cán cái cục bột này ra nha. Mình sẽ cán dọc nha các bạn. Cán đều trên và dưới. Và mình sẽ cán bề ngang. Cán cho hai đầu nó đều ra nha các bạn. Các bạn chỉ cần cán hai đầu đều với nhau là được nha. Sau khi cán xong mình sẽ đè và kéo bột ở phần dưới nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ quét nhân khoai môn lên nha các bạn. Mình quét một lớp mỏng thôi nha. Một phần khoai môn mình đã để trên ngăn đông tủ lạnh. Còn mà khoai môn mình đang quét thì mình không có để tủ lạnh nha các bạn. Cái nhân khoai môn này thiệt sự rất là thơm và béo luôn á các bạn ơi. Quá ngon, quá xuất sắc luôn nha. Sau khi quét xong thì mình sẽ cuộn tròn lại nha các bạn. Càng cuộn chặt thì bánh của mình khi hấp lên sẽ càng đẹp nha các bạn. Bắt từ trên và mình sẽ cuộn xuống nha. Các bạn cứ cuộn từ từ thôi nha. Mình cuộn thì vẫn chưa chặt lắm nha các bạn, nhưng mà vẫn tạm ổn. Bây giờ mình sẽ lấy cổ quét nước ở phần bột phía dưới, để khi cuốn bột nó sẽ dính lại với nhau và khi hấp lên nó sẽ không có bị bung ra nha các bạn. Sau khi cuốn lại xong thì mình sẽ sửa lại cho nó đẹp một xíu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng dao cắt màng thầu nha các bạn. Phía dưới mình lót miếng cắt bột nha. Để khi mà mình cắt bột ra mình không có sợ bị cắt trúng miếng thớt nha các bạn. Nếu như cắt trúng miếng thớt thì cái miếng thớt của mình sẽ bị gắt nha. Nhìn cái màn thầu của mình rất là dễ thương. Nhìn cái màu rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem màn thầu đi ủ. Mình sẽ ủ trong vòng 45 phút nha các bạn. Phần bột còn lại thì mình sẽ làm bánh bao nhân khoai môn nha các bạn. Cũng như là màn thầu thì mình sẽ lấy bột ra và đem đi nhồi lại nha các bạn. Nhồi thành khối bột dài. Và sau đó mình sẽ ngắt ra 10 khối bột nhỏ, mỗi khối bột là 35-40g nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ nhồi lại những khối bột nhỏ.
cho vào một ít bột mì khô để khi cán bột nó không có bị dính nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy một khối bột nhỏ đem đi cán ra nha. Cán từ giữa cán ra. Chính giữa của bánh mình sẽ không có cán mỏng ra, cán vành ngoài cho nó mỏng. Sau khi cán xong rồi mình sẽ cho nhân vào nha các bạn. Đây là nhân khoai môn mình đã để tủ lạnh. Nhân các bạn muốn bỏ nhiều hay bỏ ít là tùy các bạn nha. Để nhân như nào là dễ nhồi là được. Gói bánh bao thì mình chỉ gói tròn thôi, gói đơn giản thôi nha các bạn. Bánh bao của mình đã gói xong, bây giờ mình sẽ cho bánh bao của mình nghỉ ngơi 45 phút nha. Lúc này màn thầu của mình đã được 45 phút rồi nha các bạn, bây giờ mình sẽ đem đi hấp nha. Mình hấp được 8 phút rồi nè các bạn, bánh của mình cũng đã chín rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Wow, mình đã hấp xong rồi nha các bạn, bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Tí ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thử rồi cho ý kiến. Bỏ khẩu trang ra. Ngon. Ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Ngon xuất sắc. Bánh bao thì mình đã ủ được 45 phút rồi, bây giờ mình sẽ đem đi hấp nha. Bánh bao của mình đã hấp được 8 phút rồi nè các bạn. Bẻ ra thử nha. Nhịn nát luôn. Thì mình đã làm xong bánh bao nhân khoai môn rồi nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng ăn với mình nha. Tí ăn không? Bây giờ mình sẽ cho tí chọn. Hồi nãy mình ăn bánh này rồi, bây giờ ăn bánh này đi. Dán này lên. Dán này lên đây. Mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Wow. Đây nha các bạn. Mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong nhân khoai môn. Wow, rất là thơm luôn nha. Nè, bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Nhân khoai môn rất là thơm luôn và nghe mùi bơ mùi sữa nha các bạn. Bánh bao thì rất là mềm sấp. Quá ngon luôn các bạn ơi. Ngon tí. Cái gì lên. Ngon. Mùi vị thế nào? Không ngon, rất là thơm. Béo nè. Ngọt ngọt. Béo béo. Kênh của mình thì đừng quên like và chia sẻ đăng ký kênh để mình có động lực cho nhiều video. Comment phía dưới nếu bạn có món ăn gì ngon. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.